Nhưng mà nếu mà không kiên trì thì có cứ mà khi nó có lương rồi thì nó có được nút bạc nút ấy rồi thì xong là lên nút kim cương cái thứ này nó nắm trò lắm, nên cái tầm đấy thì nó mới mới có nhiều tiền. Hả? Chưa. Lại vô vô tuyến. Không được rồi, nó không bị Covid Covid thì chắc nó cũng xin được rồi ấy. Nó làm lên lên kênh rồi đấy. Lúc này là nước ấy bảo cái chạy máy bảo
đắp à? Mình đang đắp đấy. Ừ. Còn những ở những mõng này anh nhỉ? Xây gãy. Ừ. À, xây gãy thế đắp nó khó, cây trước cái gì dưới không? Nó có mấy cây sắt đấy nó đéo gì dí đấy. Nó thẳng lên làm nó giữ làm. Không nó cong thế mai nộp tôn vào trong nó hở ấy, nó vách. Đúng rồi.